Xin chào tất cả các em, chào mừng các em đến với chương trình học tiếng Anh lớp 3. Trong chương trình này thì cô sẽ hướng dẫn các em những phần nội dung kiến thức trong cuốn sách giáo khoa tiếng Anh lớp 3 như thế này. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với bài số 11, Unit 11, My Family, Lesson 1. Trong bài này chủ đề của nó là My Family. Family có nghĩa là gia đình. My family là gia đình của tôi. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nói về các thành viên trong gia đình của mình nhé. Và bây giờ để học hiệu quả nhất thì các em nhớ mình hãy lấy giấy bút ra, vừa nghe vừa luyện nói theo và ghi thật đầy đủ những nội dung mà cô hướng dẫn trong video này vào vở của mình nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu buổi học ngày hôm nay luôn nhé. Phần đầu tiên trong bài ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng học về một số các từ vựng chỉ các thành viên trong gia đình của mình nhé. Đầu tiên chúng ta có từ chỉ mẹ. Mẹ trong tiếng Anh là mother. Mother. Các em lưu ý từ này. Từ này ở giữa có âm TH dùng. Các em sẽ đưa lưỡi ra giữa hai hàm răng mình làm rung âm như này. Như vậy. Mother. Mother. One more time. Mother. Bố ở trong tiếng Anh, bố hay ba hay cha ở trong tiếng Anh là father. Father. Ở đằng sau từ này cũng có từ the. Âm TH dùng, các em nhớ đưa lưỡi ra giữa hai hàm răng mà mình đậy nhé. The. Father. Very good. Tiếp theo chúng ta có từ chỉ em gái hay chị gái là sister. Sister. One more time. Sister. Anh trai hay em trai là brother. Brother. Ở dưới này có âm TH dùng, các em nhớ đưa lưỡi vào đầy nhé. The. Brother. Very good. Tiếp theo chúng ta sẽ học cách hình thành cả câu để giới thiệu xem đây là thành viên nào trong gia đình của mình nhé. Chúng ta có từ của tôi ở trong tiếng Anh là my. My. Mẹ là mother. Mẹ của tôi là my mother. My mother. Đây là mẹ của tôi thì chúng ta sẽ nói là is my mother. Is my mother. Okay, one more time. Is my mother. Tương tự như vậy khi chúng ta muốn giới thiệu về bố, bố ở trong tiếng Anh là father. Father. Đây là bố của tôi thì chúng ta sẽ nói là is my father. It's my father. One more time. It's my father. Very good. Vừa rồi chúng ta học từ chị gái hay em gái là sister. Vậy chúng ta muốn giới thiệu đây là em gái của tôi thì chúng ta sẽ nói là it's my sister. It's my sister. Và với câu này các em lưu ý từ sister đây có thể hiểu là em gái hoặc chị gái đều được. Nên có thể nói là is my sister, có thể hiểu là đây là em gái của tớ hay đây là chị gái của tớ đều được nhé. One more time. Is my sister. Anh trai hay em trai là brother. Vì chúng ta nói cả câu đây là anh trai của tôi hoặc là đây là em trai của tớ thì chúng ta sẽ nói là is my brother. Is my brother. One more time. Is my brother. Very good. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng học cách đặt câu hỏi trong tiếng Anh nhé. Ở đây chúng ta có từ để hỏi ai là who. Who. Chúng ta muốn hỏi là đây là ai thì nó sẽ hỏi như thế nào nhỉ? Chúng ta dùng với từ để hỏi là who trước nhé. Và tiếp theo chúng ta có một từ để chỉ cả người này, tức là chỉ một người hoặc là một vật ở gần chúng ta thì chúng ta dùng với từ là this. This chỉ là cái này hoặc là này. Và đây là chỉ những người, chỉ một người hoặc là một vật ở gần chúng ta. Chúng ta dùng với từ này nhé. This. Đây là ai? Chúng ta sẽ hỏi là who is this? Who is this? Chúng ta dùng với từ để hỏi ai là who. Sau đến động từ to be is và từ đây this. Who is this? Đây là ai? Who is this? Và who is ở trong tiếng Anh lại phải nói tắt thành whose. Whose. Nên thay vì nói who is this, chúng ta lại hỏi là who's this? Who's this? Who's this? Very good. Và ví dụ nhìn bức tranh này chúng ta hỏi đây là ai đúng không? Who's this? Và đây là mẹ của tớ. Chúng ta sẽ trả lời là it's my mother. Is my mother. Đây là mẹ của tớ. One more time. Is my mother. Very good.
Ở đây chúng ta muốn hỏi về một người ở gần chúng ta thì chúng ta dùng là who is this, hay dạng rút gọn là who's this. Còn khi chúng ta muốn hỏi kia là ai, tức là chúng ta chỉ về một người hoặc là một vật ở xa, thì chúng ta sẽ sử dụng với từ là that. Và khi chúng ta muốn hỏi kia là ai thì chúng ta sẽ dùng với từ để hỏi là who. Who có nghĩa là ai, và kia là ai chúng ta sẽ hỏi cả câu là who is that. Who is that, đó là ai hay kia là ai. Và who is này có viết tắt thành who's, nên chúng ta phải nói là who's that. Who's that, kia là ai. Và nhìn trong bức tranh, kia là bố của mình đúng không, chúng ta sẽ trả lời là is my father, đó là bố của tớ. Is my father. One more time, is my father. Thì đây là cách đặt câu hỏi trong tiếng Anh nhé. Khi chúng ta muốn hỏi xem đây là ai thì các em dùng với câu hỏi là who's this. Đây là ai, chúng ta dùng với từ là this. Đây là ai, who's this. Và với câu hỏi xem kia là ai, chúng ta dùng là who's that. Ở đằng kia chúng ta dùng với từ that. Nên câu hỏi sẽ là who's that. Very good. Vừa rồi cô đã hướng dẫn kèm những phần từ vựng, các câu và các câu hỏi sẽ xuất hiện trong bài số 11, Lesson 1. Còn bây giờ cô sẽ hướng dẫn kèm cụ thể từng nội dung một trong bài này nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng vào phần số 1 trước là Look, Listen and Repeat. Và nghe kèm sẽ cùng nhìn này, nghe, sau đó mình sẽ cùng lặp lại nói theo. Trong phần này kèm sẽ được nghe một đoạn audio mà người nước ngoài nói. Sau đó kèm sẽ nhìn vào nội dung ở trong sách. Nếu bạn nào đang sử dụng cuốn sách này thì kèm hãy mở sách ra ở bài số 11, Lesson 1 ở đây. Kèm sẽ nhìn vào nội dung của hai đoạn hội thoại này. Sau đó kèm sẽ nghe người nước ngoài nói và mình lặp lại nói theo. Thì trước khi nghe đoạn audio người nước ngoài nói và luyện nói theo thì cô và các em sẽ cùng ôn tập lại các câu này trước nhé. Đầu tiên ở đoạn hội thoại A, bạn ấy nói là who's this? Who's this? Đây là ai? Và bạn ấy đã trả lời là is my sister. Đây là em gái của tớ. Is my sister. Và tiếp theo đến đoạn hội thoại B, bạn ấy hỏi là who's that? Who's that? Kia là ai? Và bạn ấy đã trả lời là is my brother. Đấy là em trai của tớ. Is my brother. Và đây là toàn bộ nội dung trong phần số 1. Bây giờ các em hãy cùng nhìn lên trên màn hình. Mình vừa nghe và cùng lặp lại nói theo nhé. Now everyone, look, listen and repeat. Activity 1. Look, listen and repeat. A. Who's this? It's my sister. B. Who's that? It's my brother. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến phần số 2 trong bài ngày hôm nay là Listen, Point and Say. Vậy chúng ta sẽ cùng nghe này, chỉ và nói. Trong phần này chúng ta tiếp tục ôn tập với câu hỏi là who's this? Hoặc là who's that? Và chúng ta trả lời là mother là mẹ, father là bố, brother là em trai và sister là em gái. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thực hành nhé. Đầu tiên các em chỉ vào bức tranh số 1 và hỏi là who's that? Who's that? Ok, kia là ai? Các em nhìn thấy đây, có cái hình chỉ cái mũi tên đúng không? Chỉ cái bức tay này, ở xa thì nó khi mà ở xa chúng ta dùng với là that. Who's that? Kia là ai? Và đây là is my mother. Đó là mẹ của tớ. Is my mother. Tương tự như vậy chỉ ở bức tranh B. Bức tranh B mình thấy đây cái cánh tay ở đây là chỉ, bàn tay ở đây chỉ gần đúng không? Nên chúng ta sẽ hỏi là who's this? Who's this? Đây là ai? Chúng ta trả lời is my father. Đây là bố đúng không? Chúng ta dùng với từ là father. Is my father. Và bức tranh C, bức tranh C cũng chỉ ở gần nên chúng ta sẽ hỏi là who's this? Who's this? Và đây là brother. Nên chúng ta trả lời là is my brother. Who's this? Is my brother. Và cuối cùng ở bức tranh D, ở đây là chỉ từ xa, cái bàn tay nhỏ hơn và xa hơn đúng không? Nên chúng ta sẽ hỏi là who's that? Who's that? Kia là ai? Is my sister.
Is my sister. Thì đây là phần thực hành trong phần số 2. Các bạn cùng thực hành lại phần này để mình cùng ôn tập lại câu hỏi who's this, who's that và các từ vựng chỉ các thành viên trong gia đình nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng sang phần số 3 trong bài ngày hôm nay là let's talk. Okay, chúng ta sẽ cùng nói. Trong phần này chúng ta sẽ cùng tiếp tục với câu hỏi là who's this và who's that. Khi chúng ta muốn hỏi một người ở gần mình, hỏi xem đây là ai thì chúng ta sẽ hỏi là who's this. Và chúng ta muốn hỏi xem kia là ai thì chúng ta trả lời là who's that. Và hỏi với who's that nhé. Thì các bạn cùng luyện tập hai câu hỏi này với bạn của mình để mình sẽ cùng nắm chắc cách đặt câu hỏi và cách hỏi về người ở trong tiếng Anh nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng sang phần số 4 trong bài ngày hôm nay là listen and tick. Vậy các em sẽ cùng nghe và tick vào các đáp án ở đây. Các em sẽ được nghe hai đoạn hội thoại và dựa vào hai đoạn hội thoại này các em sẽ cùng nghe xem là chúng ta sẽ tick vào đáp án A hay đáp án B nhé. Bây giờ các em hãy cùng nhìn lên trên màn hình hoặc là bạn nào có sách thì các em có thể mở sách ra. Mình nghe đoạn audio mà người nước ngoài nói. Sau đó các em sẽ tick vào các bức tranh ở trong sách như thế này nhé. Chúng ta sẽ nghe ở đoạn hội thoại số 1 xem chúng ta sẽ tick vào đáp án A hay đáp án B. Tương tự như vậy đoạn hội thoại số 2 nhé. Bây giờ các em hãy cùng nhìn lên trên màn hình. Mình vừa nghe, nếu bạn nào có sách thì nhìn vào sách nhé. Các em nghe, sau đó mình sẽ tick các đáp án vào sách của mình nhé. Now everyone, let's listen and tick. Activity 4. Listen and tick. 1. Who's this? It's my father. 2. Who's that? It's my sister. Vừa rồi Ken đã nghe cả hai đoạn hội thoại này rồi và Ken đã tích đáp án lại cho mình rồi chứ? Bây giờ cô sẽ hướng dẫn kem lần lượt từng đoạn hội thoại một nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng đến với đoạn hội thoại số 1 trước. Kem hãy cùng nghe lại xem trong đoạn hội thoại số 1 người ta đã nói gì nhé. Now everyone, let's listen again. 1. Who's this? It's my father. Vừa rồi trong đoạn hội thoại số 1 thì kem đã nghe thấy người ta hỏi là gì nhỉ? Người ta hỏi là who's this? Đây là ai? Who's this? Và người ta trả lời là it's my father. It's my father. Đó là bố của tớ. It's my father. Vậy thì dựa vào nội dung đoạn hội thoại số 1 này, các em sẽ tích vào đáp án nào đây? Đáp án A, đáp án B. Các em nhìn thấy đây, bức tranh A là chị bố và bức tranh B là chị anh trai hoặc em trai đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ tích vào đáp án A. Thì là sẽ tích đáp án A nhé để phù hợp cho nội dung đoạn hội thoại số 1. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến đoạn hội thoại số 2. Xem ở trong đoạn hội thoại số 2 thì người ta nói đến là mother hay là sister nhé. Ok, so now everyone, let's listen again. 2. Who's that? It's my sister. Trong đoạn hội thoại số 2 vừa rồi thì người ta đã hỏi là who's that? Who's that? Đó là ai? Who's that? Và bạn ấy đã trả lời là it's my sister. Đó là em gái của tớ. It's my sister. Vậy thì dựa vào nội dung này chúng ta sẽ tích đáp án cho bức tranh nào trong câu số 2 đấy? Chúng ta sẽ tích vào bức tranh B ở trong câu số 2 nhé, là chị là sister, là em gái. Và đây đáp án ở trong phần số 4, các em hãy cùng kiểm tra lại đáp án của mình nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng sang phần số 5 trong bài ngày hôm nay là look, complete and read. Vậy chúng ta sẽ cùng nhìn vào các bức tranh và các câu ở đây. Sau đó các em sẽ điền vào các vị trí trống. Sau khi mình điền xong thì mình hãy đọc lên để mình cùng luyện phần nói nhé. Nếu bạn nào có sách thì các em hãy mở sách ở trang số 7 ra, phần số 5 như thế này. Ở trong phần số 5, các em hãy nhìn và điền vào các vị trí ở trong sách này nhé. Còn bây giờ, cô sẽ hướng dẫn các em làm phần này. Nếu được thì các em hãy tự điền trước để mình xem là mình kiểm tra lại phần kiến thức của mình xem mình nắm đến đâu rồi. Sau đó các em sẽ cùng xem phần tiếp theo để biết đáp án của từng câu một nhé. Còn bây giờ, cô sẽ hướng dẫn các em từng đa câu một. Ở câu số 1, các em nhìn ở bức tranh đầu tiên ở đây, đây là chị ai đây nhỉ? Đây là mẹ đúng không? Thì ở đây nó hỏi là who's this? Đây là ai? Who's this? Đây là mẹ của tớ. Thì mẹ trong tiếng Anh là mother. Chúng ta điền với từ mother đây nhá. Is my mother. Who's this? Is my mother. Tiếp theo với câu số 2. Who's that? Kia là ai? Who's that?
Các em nhớ nhé, khi mình nói về một người hoặc một vật ở xa thì chúng ta dùng với từ là that. Còn khi chúng ta nói về một người hoặc một vật ở gần chúng ta và chúng ta có thể chỉ và chạm đến được thì chúng ta dùng với từ là this. Who's that? Kia là ai? Và đây là bố đúng không? Thì bố trong tiếng Anh là father. Thì chúng ta điền với từ father đây nhé. It's my father. Đây, đó là bố của tớ. Who's that? Kia là ai? Is my father. Đó là bố của tớ. Tiếp theo với câu số 3. Who's this? Đây là ai? Who's this? Đây là em gái đúng không? Em gái trong tiếng Anh là sister. Chúng ta sẽ điền với từ sister đây. Is my sister. Đây, đây là em gái của tớ. Who's this? Is my sister. Và bức tranh cuối cùng, who's that? Kia là ai? Who's that? Và ở đây là chị em trai hoặc anh trai đúng không? Chúng ta dùng cái từ là brother. Is my brother. Đó là em trai của tớ. Who's that? Is my brother. Thì đây là đáp án trong phần số 5. Các em hãy cùng kiểm tra lại đáp án của mình nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng sang phần số 6 trong bài ngày hôm nay là Let's Sing. Trong phần này chúng ta sẽ cùng nghe một bài hát có tên là My Family, là gia đình của tôi hay gia đình của tớ. Trong bài này sẽ người ta sẽ hỏi là Who's this? Để cùng ôn tập lại với câu hỏi là Who's this? Đây là ai? It's my brother. Đây là em trai của tớ. It's my sister. Đây là em gái của tớ. My brother and my sister, em trai và em gái của tớ. Who's that? Kia là ai? It's my mother. Đó là mẹ của tớ. It's my father. Đây là bố của tớ. My mother and my father là mẹ của tớ và bố của tớ. Thế đây là nội dung bài hát này. Bây giờ các em hãy cùng nhìn lên trên màn hình. Mình vừa nghe nhạc, vừa hát và vừa ôn tập lại các câu hỏi cũng như các từ vựng ở trong bài này nhé. Now everyone, let's sing. Who's this? It's my brother. Who's this? It's my sister. My brother and my sister. Who's that? It's my mother. Who's that? It's my father. Vừa rồi cô đã hướng dẫn các em toàn bộ nội dung ở trong bài số 11, Unit 11, Lesson 1. Thì các em nhớ để học bài này hiệu quả nhất thì các em hãy lắng nghe thật là kỹ, vừa nghe vừa luyện nói theo và ghi chép thật đầy đủ vào vở của mình. Và nếu các em thích những video này thì các em nhớ mình hãy like video, sau đó mình hãy đăng ký kênh, subscribe và ấn vào nút quả chuông ở phía bên dưới để nhận được thông báo khi trên kênh có những bài mới nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các em trong những video tiếp theo. Goodbye and see you next time. Bye bye.